Dạ, thưa sư, quả của việc bố thí sự vô úy là gì ạ? Trong kinh dạy là bố thí đó là sự cho ra, sự cho ra, sự san sẻ, từ cái chữ cái danh từ là đa ná mà cộng từ là đê tí là cho. Và ở trong Pali nó có hai chữ, một cái chữ gọi là chữ đa đa, chữ đa ná đó là giving, mà chữ chai gá là giving up. Biết hai chữ này khác nhau đúng không ta, đúng không? Dạ đúng. Đa ná nó là giving. Dạ. Còn cái cha gá là chữ xe đó, chữ C, C A G A thì nghĩa là giving, là giving up, có nghĩa là một cái là trao tặng. Cái đa ná là trao tặng, là giving. Còn còn cái cha gá nó là xả bỏ, giving up, buông bỏ. Cả hai chữ đó trong kinh đều có dùng. Thì ở đây mình thấy trong Tăng Chi đó, trong kinh Tăng Chi đó, trong Tăng Chi có phần ba pháp, phần này dạy có ba cái pháp chia sẻ. Một đó là Amisa Đa Ná, có nghĩa là chia sẻ cái vật chất, từ cái thức ăn, vật dụng, chỗ ở. Nhớ nha, cái gì mà mình sờ đụng được, cái gì mà mình nhìn thấy, cái gì mình biết bằng mũi, bằng lưỡi, bằng thân được, đó là Amisa Đa Ná, gọi là chia sẻ vật chất. Thì mình chia sẻ vật chất thì mình mới mốt cái vật chất mình nó được thoải mái. Và tu tiết là tại vì cái thời lượng có hạn, chứ đúng là cái bố thí mà giảng cho nó tới đó nó đã lắm. Ví dụ như cái bố thí nó có ảnh hưởng gì đến chuyện tu học của mình? Chính cái bố thí nó làm cho cái cơ thể mình được khỏe mạnh. Thường ta nhớ bố thí làm cho giàu, nhưng mà không, cái bố thí mà cái do cái tác ý của mình, do cái chủ ý lúc mình bố thí nó làm cho mình giàu, mình mạnh, mình đẹp, mình khỏe, mình thông minh, do bố tác ý của mình thôi. Cho nên bố thí một bữa ăn, bố thí một cây kem đánh răng, bố thí một cục xà bông, bố thí một đôi dép là đều đem lại cái công đức lớn. Không phải là bố thí dép là mong muốn được dép, không phải, mà nó còn hơn vậy nữa, tùy cái chủ ý mình lúc mình cho. Ví dụ mình cho nó đôi dép mà mình mong là người ta được thoải mái đi lại để làm việc, để đi học, đi chùa, đi tu thiền, với đôi dép này người ta không có bị khó khăn như trước đây, thì với cái suy nghĩ như vậy thì cái công đức của bố thí đôi dép này nó lớn, không có tưởng tượng, không? Rồi. Rồi cái thứ hai nữa nó là pháp thí, nghĩa là mình chia sẻ cái kiến thức, cái trí tuệ cho người khác. Mình biết và mình cũng muốn người khác biết giống như mình vậy đó. Đó gọi là Dhamma Dana, là pháp thí. Cái kia là tài thí, còn này là pháp thí. Còn cái thứ ba gọi là Abhaya Dana, gọi là vô ý thí, có nghĩa là mình có một cái nếp sống, có một kiểu hành động, có một kiểu nói năng nha, một kiểu sống, một kiểu hành động, một kiểu nói năng mà nó đem lại cho người ta cái sự an lòng, an tâm. Mình tránh cái nếp sống làm cho người ta bị sợ hãi, bị khó chịu, bị rây rứt, không? Ví dụ như bây giờ mình hay sát sinh đi, mình hay ăn cắp, mình cắp vặt ấy, hoặc mình có tật mà nói xấu người khác, đấy, thì vân 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 vân, nó tới một tỷ lần, tới một tỷ cái cách làm cho người khác họ khổ tâm, họ sợ hãi, không? Không phải sợ hãi không, mà còn cái khổ tâm rây rứt ái nái, bận lòng, nặng lòng, bất an, bất ổn, không yên. Đấy. Thì bây giờ mình tránh hết bất cứ một cái kiểu sống, một kiểu nói năng, một kiểu hành động nào mà có thể làm tạo ra những cái đó ở người khác, thì cái đó được gọi là vô ý thí. Mà nếu mà định nghĩa như vậy đó thì cái công đức của nó chẳng thể nghĩ bàn. Ví dụ như mình tránh khẩu nghiệp cũng là một cách vô ý thí. Mình tránh không sát sinh, không trộm cắp cũng là vô ý thí. Tôi nói tới cái vô ý thí, tôi nhớ đến một chuyện mà nhiều người tưởng lầm là chuyện cười, nhưng mà đối với tôi cái chuyện đó là cái chuyện rất là sâu sắc để giải thích cái vô ý thí. Là có cái bà chủ trọ đó, bà cho một đám sinh viên nó thuê phòng trọ, và trong đó có một anh đó là anh hay đi cuối tuần là anh đi nhậu. Thế đi nhậu không? Dạ. Yeah. Cuối tuần là anh đi nhậu, mà anh đi nhậu về đó, anh đi về rất khuya, mà mỗi lần anh về thì anh xỉn, anh đâu có tháo giày được, là anh đá, anh lấy cái chuyện đá hay là anh đá là đi văng ngay đôi giày ra. Thì mà các vị biết cái sức thanh niên mà đôi giày nó nặng, mà mỗi lần anh đá thì nó sùm, nó ồn, mà chú có phiền lắm. Thì bữa bữa lên anh nói tôi cho mấy cậu thuê với giá rẻ, là tôi thương sinh viên nghèo, tôi biết nghĩ tới mấy cậu phải biết nghĩ tới tôi. Mình đi đâu về mình chịu khó mình cúi xuống mình tháo đôi giày, chứ mắt đâu mình đá vậy, ăn xốp xong ngủ. Thì anh sinh viên anh xin lỗi rối rít và anh hứa không có tái phạm. Nhưng mà một đêm kia thì ảnh đi về anh quên,
Anh xỉn quá, anh cũng cái tủ đá là dày nữa. Lúc đó là 12 giờ đêm. Thì tới 4 giờ sáng có người kêu vào cửa ảnh, thì ảnh mới mở cửa ra, anh gặp bà chủ. Bà chủ mặt sân si lắm. Anh hỏi, anh vừa gặp mặt và anh biết liền. Anh nói, thôi cháu quên, cháu đá một chiếc, nhưng cháu chụp nhớ lại cháu đá. Cháu ngừng chứ không có đá nữa. Mà nói cái vấn đề là cái chiếc còn lại. Cháu nói, mà cậu đá luôn mà tôi ngủ rồi. Hồi này tôi nằm tôi chờ. Tôi nằm tôi chờ cậu đá. Cậu đá luôn cái chiếc thứ hai rồi mà tôi chờ từ hồi 12 giờ. Mà tôi nói mấy cái thằng xỉn mà không biết đường đâu mình lành. Nó còn một chiếc thì bây giờ mình đâu có chắc là nó tháo. Mình đâu có chắc. Thế là tôi ngồi tôi chờ bây giờ là ngày mai cậu phải thu dọn cái này cậu đi. Cậu không thể sống ở đây mà cho tôi phòng phòng như thế này được. Đấy. Thì nhiều người tưởng lầm đó là câu chuyện cười. Nhưng mà có nghĩa là họ hiểu thì cũng phải lầm lắm. Nhưng mà nó gần như lầm. Thế là họ nghĩ câu chuyện nó tới đó đó thôi. Nhưng mà không, trong Phật pháp mình nó sâu lắm. Có nghĩa là mình kiểu sống làm sao đó, mình làm cho người ta bị khổ thân. Đấy. Thì không được. Mà vô ý thiết nghĩa là từng cái động tác đóng cửa, đi đứng hơn. Kéo rèm hơn. Xê dịch đồ đạc, dọn dẹp lục lạo trong đêm. Mình cũng phải nghĩ đến người bên cạnh mình. Không làm cho người ta bị khó chịu, đó cũng là vô ý thiết. Và nếu nói như vậy đó, thì công đức vô lượng. Này, mà đã nói vô lượng thì tả không hết. Có nghĩa là mình chỉ nói vắn tắt thôi. Anh đem lại cho người ta cái sự an lòng, yên tâm, thoải mái, không lo âu, không sợ hãi, không dây dứt, không ái náy. Thì đời sau sinh ra anh cũng sẽ ở vào những hoàn cảnh như vậy đó. Và anh cũng sẽ được gặp gỡ những người biết điều như vậy đó. Được chưa? Cho tôi nói cái này hơi khó nghe. Đó là thị sĩ. Năm nay tôi 53 tuổi thì cái thời gian tôi sống ở bên ngoài mấy chục năm tôi nhận ra một chuyện người ấy xíu tiên tiết có cái hay gì mình có thể mắng họ ích kỷ có họ ích kỷ lắm sống là họ ích kỷ họ nhà ai biết nhà nấy đúng nhưng mà bên cạnh đó mình được một cái đó là cái vui thì người bên đây đó người Mỹ đặc biệt là người thị sĩ họ không muốn ai làm phiền họ nhưng họ cũng không làm phiền ai. Đấy. Mình ở họ mình yên tâm lắm. Thế nhưng buổi chiều mà mình bỏ quên cái gì mà sân máy móc này nọ đồng hồ bớt tiền ví dụ mình để quên mà sân là mình cứ ngủ thẳng cảnh sáng mai ra nó còn không trừ ra mèo nó tha rồi. Và rất nhiều người quen của tôi bỏ quên cái ví tiền ở cái chỗ siêu thị đó là vài giờ sau họ quay trở lại thì người nhân viên mà thu ngân người ta cất về giùm cho mình hoặc là có những cái trường hợp mà khách họ thấy họ lụm mà đem lại bên thu ngân họ giao. Vì sớm buồn gì cũng có người tới tiền. Đấy, hoặc trên xe lửa tôi từng làm, tôi từng bỏ quên một cái ba lô. Thường thì tôi không có xài ba lô, mà bữa đó tôi cắt cớ tôi dùng. Có một chiếc xe kéo và một cái ba lô. Tôi lúc xuống, tôi ngủ quên, tới lúc mà tàu nó tới ga, tôi cứ chậm cái xe kéo tôi dọn, bỏ quên ba lô. Thì tôi gọi phone cho người quen tôi, thì tôi hỏi bây giờ làm sao, họ nói để họ chụp. Họ gọi ngay cái nhà ga đó. Nhà ga đó hỏi chuyến tàu nào thì sao đó tôi lấy lại được. Đấy. Mà cái ba lô các vị biết là linh hồn trong đó. Vì sao? Vì passport là tùm lum hết, tiền mất có thể bị ok, nhưng mà giấy tờ mất phiền được. Đấy, vô ý thí là vậy đó. Thì tùy các vị muốn tưởng tượng cái công đức nó ra sao tôi không biết không. Nhưng mà tôi chỉ nói là mình sống như thế nào mà để cho mọi người ở bên cạnh mình họ được thoải mái, được yên tâm, yên lòng, nhẹ lòng, thanh thản. Thì mai mốt thì bây giờ tưởng tượng mình sống ở chỗ như vậy đó. Rồi. Dạ, chúng con tri ân sư. Dạ, tiếp theo là một loạt những câu hỏi liên quan về nữ giới sư. Thì chúng con thiết nghĩ chúng con nên gom lại để tiện việc sư giải đáp. Dạ, à, thì đây là cái vai trò của MC. Chứ MC em nói ăn rồi cứ tầm mình ngủ lỡ không mình làm cái chuyện này. Dạ, thì đây là những thắc mắc băn khoăn của một số quý vị nữ giới đã gửi câu hỏi vào. Thì chúng con có sắp xếp lại một chút nhưng chúng con vẫn giữ sự trung thực của các câu hỏi. Dạ. Thì ở đây thì chúng con chỉ là tình nguyện viên thôi. Chúng con làm tấm bia, có gì lỡ bị la thì chúng con xin lãnh ạ. Dạ. Dạ, câu hỏi đầu tiên. Dạ, người nữ có nên ngồi thiền trong tư thế bán già hay kiết già không sư? Cô gom hết vô trong đó phải không ạ? À không, con đặt từng hay là sư muốn con đặt luôn. Okay. Dạ, con chia ra con như thế này. Mình tu là tu tâm chứ không có tu tước. Tu tâm có nghĩa là chánh niệm, định tâm, trí tuệ, thì tinh tấn.
mình tu là tu cái đó, chứ còn tu tướng thì như mình mặc cái gì hay là mình ngồi tư thế gì, cái đó không quan trọng. Cái quan trọng là cái tư thế đó nó có làm cho mình thoải mái hay không. Trong cái văn hóa Việt Nam thì người nữ nên khép nép một tí, đúng không? Thì trong trường hợp mà trên dựa trên quan điểm xã hội ấy, thì mình hãy ý tứ một chút. Nhưng mà giả định như mình chỉ có thể thoải mái trong tư thế đó thôi, thì cái khăn á, cái khăn lạnh, mùa lạnh thì có cái khăn len, khăn cashmere, còn mùa nóng thì mình có cái khăn cổ tông, khăn linen, khăn siêu mỏng mỏng, mình phủ nhẹ lên là muốn ngồi chứ gì ngồi. Cô Tứ, rồi quan trọng là tu cái tâm đấy. Rồi. Dạ, dạ vâng. Dạ, câu hỏi thứ hai. Dạ, thưa sư, người nữ có thể chứng đắc thiền được không? Tuyệt đối được. Với điều kiện là người nữ, với điều kiện là người nữ đó phải đầu thai bằng cái tâm tam nhân nha, tam nhân. Thứ hai là nếu mà có đủ huệ căn để tự chứng thiền thì quá tốt. Không, nếu có đủ huệ căn để tự chứng thiền thì quá tốt. Còn không thì người nữ đó nếu mà tự mình thì phải tu đúng cách. Chỉ vậy thôi, chỉ đầu thai thì bằng cái tâm tam nhân. Và ông thì giải thích là tam nhân là cái tâm mà tâm thiện mà có trí đó. Bởi vì mình có hai trường hợp tạo thiện, một là tạo thiện bằng tâm có trí, hai là tạo thiện bằng tâm ly trí. Thì hồi nãy tôi có nói cái phần bố thí đó. Tạo thiện bằng tâm hợp trí là mình bố thí bằng một cái chủ ý mà sâu rộng. Này, ví dụ như bây giờ mình bố thí mà mình mong người ta với cái đôi dép này là người ta đi đứng thoải mái, đi nhanh hơn, không bị trượt, không bị té. Thôi mà chỉ cần mình mong người ta không bị trượt, không bị té là mình đã mong là phía sau mình ra mình khỏe mạnh, không bị tai nạn. Rồi mình mong người ta đi đứng thoải mái, không có khó chịu, thì đời sau sinh ra là xe, cổ, tàu, bè là mình mong. Chỉ đôi dép thôi. Mà công đức nó như là bố thí một chiếc xe Mercedes vậy đó. Rồi mình mong là người ta có đôi dép này, người ta đi kinh hành tốt hơn. Chỉ vậy thôi là mình coi như mình tạo cái phước trí vô lượng, chúng ta sinh ra là thông minh bằng trời. Và ba cái này cộng lại thì để khi mà mình bố thí đôi dép là đương nhiên mình giàu rồi. Chúng ta sinh ra vừa giàu, vừa tu thiền tốt, mà vừa trí tuệ học giỏi, vừa khỏe mạnh, không có tai nạn, ví dụ như vậy. Nên cái bố thí mà với cái chủ ý như vậy được gọi là học trí nha, học trí. Học trí. Thì đầu thầy cái tâm thiện đó đó, nó sẽ cho ra mai mốt bất định kiếp nào nó cho ra một cái tâm đầu thai có trí, thì với cái tâm đó đắc thiền đắc đạo mới được nha. Cho nên là người nữ hoàn toàn có thể, chẳng những đắc thiền mà người nữ có thể đắc tới là a la hán, lục thông tâm minh và bốn trí vô ngại nha. Những gì ngài sẽ là phát ngài một kiền liên chứng được thì người nữ đều có thể chứng được, nhớ nha. Những gì ngài sẽ là phát một liên chứng được thì người nữ đều chứng được, có điều kém cạnh tí thì trí tuệ thì không thể nào bì bằng ngài sẽ là phát thần thông thiền định, không phải kỳ cách nào bì bằng ngài liên, ví dụ như vậy. Nhưng mà đó là cái độ hơn kém thôi, không chỉ còn nói về chủng loại đó thì chăng cái việc kia chứng đắc tới la hán thì mình cũng la hán, cái việc kia chứng từ phi tưởng thì phi tưởng mình cũng chứng phi tưởng từ phi tưởng. Ok, xong. Dạ, dạ. Câu hỏi thứ ba. Dạ, thưa sư, nếu người nữ tu chứng thiền về cõi Phạm Thiên khi hết tuổi thọ sanh làm người thì người đó có cơ hội làm người nam và làm người tam nhân không? Tuyệt đối được và hoàn toàn có thể được, và có thể nói là không có gì trở ngại hết. Có nghĩa là từ trên Phạm Thiên sanh xuống là cái chuyện mà mình làm, mình mang thân nam y chang như một người đàn ông vậy. Bởi vì sao? Vì ngay lúc mình ở trên Phạm Thiên mình đã không có nam nữ rồi. Đấy, trên Phạm Thiên không có giới tính nha. Thì lúc đã lên trên đó thì nam nữ giống nhau. Cái quan trọng này đây là cái tập khí trước đây. Đấy, tức là trước cái kiếp mà mình sanh về Phạm Thiên á, cái tập khí nữ mình nó quá nặng đi. Một là tập khí tức nghĩa là cái khuynh hướng tâm lý. Hai nữa là do một cái trọng nghiệp nào đó nha, chỉ hai cái đó thì thua. Chứ còn nếu mà cái tập khí của mình là tập khí nam, và nếu mình không có bị một cái trọng nghiệp can thiệp thì từ Phạm Thiên sanh xuống cái chuyện mà mình mang tên nam là hoàn toàn có thể. Và nói giọng thêm một câu nữa là không khác nam giới tí nào hết. Ví dụ như vậy, cái cô gì, cô tên Vincent hả? Bây giờ cô chứng thiền, tôi cũng chứng thiền. Tôi về trời, cô cũng về trời, thì cái chuyện mà trở xuống, cái cơ hội mà làm nam của cô và tôi nó bằng nhau.
Chỉ trừ được học cái tập khí, ví dụ như bà Gia Du. Bà Gia Du Đà La thì bà cứ mong là được làm nữ để mà giúp Bồ Tát. Đấy, thì coi như bà vô số lần bà về phạm thiên chung với Bồ Tát. Và cũng vô số lần mà từ đó trở xuống thì bà cũng mang tên nữ nữa. Nhưng mà mang tên nữ là vì một phần là tập khí nghiện và yêu mến Bồ Tát, một phần là vì cái đại nguyện. Đấy. Còn có những người là họ xuống, họ tiếp tục tên nữ là vì cái khuynh hướng nữ của họ nó vẫn còn đó. Cái chuyện họ ly dục để chứng thiện nó chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn, rồi thì họ trở về cõi dục thì gặp một cái môi trường thích hợp, họ cũng thích làm nữ trở lại. Đặc biệt thì cũng mở ngoặt nó thêm, có mấy cái không có đáng nhưng mà nó quan trọng lắm. Ví dụ như thích làm đẹp, coi chủ mình thích, hay chú ý chuyện lặt vặt, hờn dỗi, ghen tị là chuyện lắt nhắt. À, mấy cái đó mà mình không kịp nhận ra để thấy nó là xấu, không nhiều để ý để thấy nó là xấu, rồi cứ tiếp tục bố thí, rồi nghe pháp, rồi ngồi thiền, rồi vậy đó, thì mai mốt hoàn toàn có thể về phẩm thiên. Nhưng mà trở xuống rồi đó thì cái tấm nữ đó nó cũng đẩy mình trở lại làm nữ. Mình muốn mang thân nam đó là một là tránh cái nghiệp tà dâm, hai là tránh mấy cái nữ tính lắc nhắc. Cái chuyện gì cần thì tập trung, cũng chuyện gì không cần thì bỏ qua. Ví dụ như ra khỏi nhà đó là phải nửa tiếng đồng hồ, người vớp đầm sắc tay mắt kiến, rồi áo người ăn áo màu gì, xếp trà sáng đi chợ là áo màu hồng, chiều phải áo màu phấn, màu tím, mấy cái đó xài không được. Kiếp nam tụi tôi là chỉ cần đừng có xà lỏng rồi tụi tôi chơi thuốc. Ok, hỏi tiếp. Dạ, em con chị anh sư. Dạ, con bạch sư xin hỏi có cách nào để không phải sanh làm thân nữ trong kiếp sau? Người mang thân nữ nên tu nguyện như thế nào? Hồi nãy nói rồi, một là ly dục, nghĩa là đừng có nặng lòng cái tình cảm tham nữ. Nghe, nhớ kỹ, có cái viết ghi. Không có nặng lòng cái tình cảm nam nữ, lỡ lấy chồng lấy vợ thì coi như nó là tai nạn. Nhưng mà không có cái màn mà ăn rồi người dùng bực tím, rồi chép thơ TTK hát, rồi nghe nhạc trường vũ, mắt mơ màng nói xa xăm này, cái đó là không được. Thứ hai là ai luyến trẻ con. Một là nặng lòng chuyện nam nữ, hai là ai luyến trẻ con. Ba là thích làm đẹp. Bốn là bận tâm chuyện lắc nhắc. Năm là không có, trong đầu không có quan tâm những cái đại sự. Đây là năm cái điều mà dẫn đến chuyện mang thân nữ. Nhớ cái đó. Okay, hỏi tiếp đi. Dạ, thì con nghĩ như vậy thì sư cũng trả lời cái câu kế tiếp. Nhưng mà con cũng nêu ra đây để cho quý vị mà đặt câu hỏi đó thì con nêu ra đây. Dạ, thì con xin đọc nguyên văn. Dạ, kính bạch ngài, cho con xin hỏi. Để muốn cắt đứt những tình cảm chân quý thông thường trong cuộc sống và mong kiếp sau là thân nam để tu tập, nên con gạt bỏ hết những đức tánh vốn dĩ là nữ của mình trong kiếp này, rồi sống khô khan, không thích bất kỳ ai quan tâm xíu nào, sống cứng nhắc quá, và thường sân khi người khác quan tâm, như vậy có bị sai pháp không ạ? Kính mong ngài tự nhiên chỉ dạy cho con. Bé. Vị A-la-hán, vị A-na-hàm, hoàn toàn không còn một tí dục ái nào hết, không? Thấp nhất là A-na-hàm mà cao hơn đó là A-la-hán. Đấy, thấp nhất là A-na-hàm mà cao hơn một bậc đó là A-la-hán. Cả hai vị này đều không còn dục ái, không còn tí chi nào sự thích thú trong năm dục, và càng không có thích thú trong nam nữ. Nhưng mà đây là hai cái bậc mà dễ thương nhất đời. Trên đời này không ai dễ thương hơn vị A-la-hàm và A-la-hàm. Không ai dễ thương hơn. Không ai cải kính dễ mến hơn. Người ta không có bận tâm cái chuyện ái luyến. Nhưng mà người ta rất là nice. Người ta cư xử rất là đẹp. Rất là phải phép. Rất là biết chuyện. Này. Chứ không có phải là mình tránh diện tình cảm rồi mình sống như khúc gỗ. Cái đó là một cái cực đoan. Mình theo mình là sống chỉ có hai, một là ướt nhẹp, hai khô queo, cái đó là bậy, nó còn có cái ẩm nữa nha. Làm ơn khôn giùm tôi nhờ. Một là khô, hai là ướt nhẹp, ba là ẩm là sao? Là dễ thương, mình nềm, friendly, chứ đâu có hẳn. Ngay cả lớn và bột cũng được, mình không yêu bậy và cũng không có cố tình tình gà cho ai chết gì mình, nhưng mà tại vì mặt mũi mình dễ thương, ngôn từ cách cư xử mình dễ thương, nó là đứa nào nó chết thì kệ nó cái chuyện của nó, nhưng mà mình phải be nice. Ok, cho nên một là khô rang, hai là ướt nhẹp, ba là ẩm ẩm,
ẩm ẩm mềm ẩm dễ thương, nó có cái đó nữa. Người này chỉ biết có hại, ok, cho đồ khác. Dạ, thì đó là một loạt các câu hỏi về nữ tính mà chúng con có lại hôm nay. Nhưng mà nhân đây đó, sư con cũng xin được phép hỏi câu này. Cũng thì người Mỹ thường có cái câu như thế này, câu là fake it until you make it. Nghĩa là mình khi mà mình chưa được á, mình từ từ mình là giả đi rồi từ từ nó sẽ thành được. Ví dụ như mình chưa có dễ thương đó sư, chưa có nhu nhuyến. Nhưng mà mình cứ giả bộ, mình người ta có thể cho mình đạo đức giả đó, nhưng mà mình cứ từ từ mình làm thì từ từ nó thành thật, hồi nào không hay thì con tính hỏi xin tinh thần này đúng đạo Phật hả sư? Đúng nhập. Cái đạo Phật có cái chữ Chaitanya mà tôi dịch là chủ ý. Khi mình có cái chủ ý gian dối lừa đảo lật lọng nha, có cái chủ ý đó, gian dối lừa đảo lật lọng, dối gạt, đội lốt, ngụy trang đó, thì đó là xấu. Còn nếu mà mình biết là cái chuyện đó chuyện cần làm và mình đang thực tập, mình ráng mình cắn răng mình thực tập, cho dù trước mắt nó chỉ là cái vẻ ngoài, cái vỏ bọc thôi, nhưng mà mình đang cắn răng mình tập thì cái đó là tốt. Tôi ví dụ như là mình trước đây mình nóng lắm, nói mình cứ đó là mình trả đũa, nhưng bây giờ cắn răng mình cũng ráng mình cười. Cái cười đó cũng không phải là giả dối mà đó là đang thực tập, mà chính mình biết cái cười này không phải là cái nụ cười điểu, không phải là cười khuất lấp che giấu, mà tại vì mình ráng cắn răng, mình ráng cắn răng mình xin lỗi nó, ok thôi lỗi của tôi xin lỗi đó. Trong bụng mình muốn giết cả họ đó, nhưng mà mình ráng mình mềm như vậy thì lâu ngày đó gọi là tử kiểm thị đó. Tử kiểm thị nó lâu ngày nó cũng thành. Và nhớ lời của tôi, cái câu này quý vị phải trả cho mỗi người 10.000 đô la. Chừng nào chừng thánh thành thánh chưa biết nha. Nhưng mà có hai chuyện bắt buộc phải đọc như bùa vậy đó. Một là thái độ trước thị phi. Cứ nhớ câu này. Chuyện phiền trên đời nó chỉ tồn tại khi ta nghĩ tới nó. Khi ta không nghĩ tới nó thì nó không có. Tôi nói hoài chỉ có trừ ra 4 chuyện mà mình không nghĩ mà nó vẫn có. Đó là một là pháp luật, hai là bệnh hoạn, ba là nợ nần, bốn là thù oán. Cái là mình không nghĩ thì người ta cũng vẫn thù mình. Đó là 4 chuyện. Cái chuyện người ta thù mình á, kẻ thù á, một là pháp luật, mình đã phạm pháp rồi bây giờ mình quên thì nó thì cảnh sát vẫn tới gõ cửa, tòa vẫn gửi trác đấy nha, pháp luật. Hai là sức khỏe, mình dù mình quên nó đi nhưng mà cái ung thư càng ngày nó càng phát triển, cái này vẫn có thật. Thứ ba nữa nó là cái nợ nần, bây giờ mình cuối mình quên nhưng mà cái chủ nợ vẫn tới gõ cửa. Thứ tư là kẻ thù, bây giờ mình không nghĩ tới người ta nhưng người ta cứ nghĩ tới mình, thì chỉ trừ ra 4 cái: pháp luật, bệnh hoạn, nợ nần và kẻ thù. Mà trên đời này nó vô số chuyện, chỉ trừ đúng 4 chuyện này, còn tất cả những chuyện còn lại không, thì phải nói là nó chỉ tồn tại khi nào mình có nghĩ tới nó. Này, nhờ nghĩ vậy mình đối với thị phi mình vững. Thứ hai, cứ luôn luôn tự kiểm thị rằng chết là chỉ là một sự, nó không phải là một kết thúc mà nó là bắt đầu. Chết với người như mình nè, chết nó là bắt đầu một hành trình khác đẹp hơn. Cứ nhớ như vậy. Cứ cái câu này nó là cái mẹo, đây là một cái câu mẹo rất là hay. Chết là để bắt đầu một hành trình khác đẹp hơn bây giờ. Mà tại sao nó đẹp hơn là bởi vì bây giờ mình phải làm sao để mai mốt nó đẹp hơn. Chứ còn mình giờ mình như con dầu thì làm sao mốt nó đẹp hơn được. Cho nên khi mà mình cứ niệm câu này, chết là bắt đầu một hành trình khác đẹp hơn, cái câu đó nó hay nghĩa. Nghĩa thứ nhất, chết không đáng sợ. Hai là mình phải làm sao để mai mốt nó đẹp hơn, chứ mình cứ nghĩ đầu xu nghe là nó được hay sao. Nên câu đây là một cái câu mẹo rất hay. Đấy. Mà phải tự kiểm thị như vậy, chết là một chết là chỉ là sự bắt đầu cho một hành trình mới đẹp hơn. Thì cứ tự kiểm thị hoài như vậy đó, thì mai mốt đắc gì tôi không biết, nhưng mà trước mắt trước thị phi là một, trước cái chết là hai, ngon lành nha. Thì đó gọi là tôi gọi là tự kiểm thị. Ok, xong. Dạ, chúng con tri ân sư. Dạ, câu hỏi kế tiếp. Dạ, xin cho con hỏi, khi đau bụng hay đau răng con thấy khổ vô cùng, thì hoàn toàn bị con đau dẫn dắt, con hàng ngày cần phải bồi dưỡng công phu nào để có một phần năng lực để đủ kham nhẫn. Ok. Cái câu này nó giống như là câu mà hỏi gì chứ làm sao có sức khỏe vậy đó. Nghe nó đơn giản mà nó không đơn giản. Giống như cái câu mà tôi hỏi cô vậy chứ làm sao có sức khỏe.
thì nó nhiều chuyện lắm. Ăn uống cẩn thận nè, đừng lạm dụng thuốc men, thường xuyên vận động đầu óc lạc quan, hướng thượng, vị tha, ở chỗ thông thoáng, vân vân và vân vân. Nói ra nó nhiều lắm, không? Cho nên là nếu mà nói gọn lại trong cái thời lượng, mình tôi chỉ nói một câu là học giáo lý và sống chánh niệm, học giáo lý và sống chánh niệm, một câu một nó kết nối nhau bằng một cái chữ và, không? Chỉ là mà hai cái đó là chính là pháp học và pháp hành đó. Thì phải học giáo lý. Tại sao tôi bắt phải học giáo lý? Là bởi vì không học giáo lý đó là dạng tới tết nó cũng không có làm đúng lời mình đâu. Chỉ có cái người học giáo lý thì tôi muốn nói chuyện, tôi nói thật, tôi giảng như vậy cho khắp nơi nghe, nhưng trong bụng của tôi đó là tôi chỉ nhắm đến người học giáo lý. Cái người học giáo lý đó có thể bây giờ họ gật đầu, nhưng mà nay mai họ nghe thầy bà khác rồi họ lại chạy theo. Nhưng mà cái người học giáo lý thì họ giúp cho họ học toán lý hóa vậy đó, không phải họ nể ông thầy đó, mà bởi vì những điều ông thầy nói, ông thầy đó ông nói họ kiểm chứng được. Còn cái thứ mà không học giáo lý giống như cái người mà không học toán lý hóa vậy đó. Cứ nghe lan băm, nghe mấy mụ vườn thịt rồng cũng bắt rồng cho ăn thương. Rồi sư dạy đạo tụi con, tôi nghe cái mùi nó tanh tanh rồi, nhưng mà nó chưa có tanh lắm, nhưng mà cái tanh nó lên đến đỉnh điểm khi họ phan câu này: trời ơi, sư biết mấy năm nay mà con không có nghe pháp nó cũng chết rồi nè. Để bữa nào con lục lại mấy cái băng giảng, mấy cái bài pháp của Hòa Thượng Tịnh Không với Hòa Thượng Tuyên Hóa gửi cho sư nghe. Nghe nổi. Tôi không có chê ai hết, nhưng mà họ không có giáo lý, cho nên nó mệt mỏi lắm, không? Cho nên là các vị hỏi tôi cái kinh nghiệm làm sao mà để chịu đựng cơn đau, thì câu đầu tiên là các vị làm ơn học giáo lý giùm tôi ra. Phải học giáo lý. Rồi cái thứ hai là có học giáo lý căn bản rồi thì bắt đầu mình là sống chánh niệm. Chỉ có hai cách này thôi, không? Mà tại sao tôi không hề nhắc tới trí tuệ ở đây? Các vị để ý thì tôi không hề nhắc tới chuyện tham nhẫn nha. Không là không nha. Không nhắc tới chuyện tham nhẫn, không nhắc đến chữ trí tuệ, không nhắc đến chữ thiền định, không nhắc đến ba cái chữ tào lao mà Việt Nam mình khoái xài là tâm xả, tâm buông, cái gì dịp. Tào lao. Tôi chỉ nói cái hai chuyện thôi, học giáo lý mà sống chánh niệm. Thì khi mà hai cái này nó cộng lại thì tự động nó bung ra vô số phương pháp để mà đối phó cái cơn đau. Còn người không học giáo lý thì tôi tuyệt đối tôi không có muốn nói, bởi vì tôi thù nhất là nói mấy cái trên trời, ví dụ như là tham nhẫn rồi trí tuệ rồi quán chiếu, còn nó dốc không. Chỉ có học giáo lý mà sống chánh niệm thì mới biết cái phương pháp nào để đối phó cả đó. Ok, rồi. Dạ, thì cảm ơn sư. Cái câu hỏi nó dẫn đến cho câu hỏi kế tiếp của một vị đó là giáo lý cơ bản cần thiết cho một hành giả trước khi sống chánh niệm là gì, và nếu có thời gian thì học chuyên sâu thêm những gì, và không có thời gian thì trọng tâm những gì. Dạ, mong sư từ bi chỉ dạy. Ok. Cái này là cái câu trả lời này là của bà trên nét, chứ không phải là của tôi nha, của bà trên nét. Mà cái này là có trong cái quyển kinh nghiệm tuệ quán. Và các vị đọc từ ngoại ngữ, các vị vào trong Google không, các vị đánh cái chữ Vipassana Achanep, rồi họ sẽ dẫn các vị một lô sách của bà. Nói một lô thật ra đó là sách của bà là họ không có đem, gần như theo tôi biết, tôi lục cũng thường, thì gần như họ không có đem lên mấy cửa là sách đó, thì họ gần như không đem lên online miễn phí đâu, mà thường là mấy cái băng giảng này, cái băng giảng cái có người chép lại, vì bà mất lâu lắm rồi, cho nên người ta nghe băng giảng người ta chép lại bằng tiếng Thái, rồi cái có ai đó mới xuyên cái dịch ra tiếng Anh, cho nên là mình lên đó mình gặp rất là nhiều bài của bà giảng và bằng tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha. Tôi có thấy rồi đó. Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Achanep, ai đó, năm thứ tiếng. Thì trong đó bà có nói rằng cái chuyện không học giáo lý mà chết là cực kỳ hiếm hoi, ngoại trừ thời Đức Phật, ngoại trừ cái thời kỳ mà còn thánh tăng, chứ còn thời nay đó thì bà nói cái chuyện mà không học giáo lý mà tự chứng, bà không nói là không có, mà bà nói là đó là cực hiếm. Nó hiếm hơn cả cái chuyện mình trúng độc đắc, hiếm hơn nữa. Mà đã nói hiếm hơn độc đắc thì mình không nên lấy mấy người đó làm mẫu. Mình ăn rồi mình cứ ngậm cái tâm lên giỏng, đưa ba đưa độc cao đông đưa, thì mình chờ trúng số giống như cái thằng hàng xóm, thì cái chuyện này chuyện không có được nha.
cái chuyện mà nó làm biến thì mình nó trúng số, chuyện nó chuyện đặc biệt. Cho nên ở đây á là mình tôi theo bà và nói cái chuyện mà không giáo lý là không có thể nào tu tự quán được. Còn ai trong room này không tin thì xin tắt máy đi ra. À, nhưng mà tôi khẳng định trong học tự quán thì không có biết được, bởi vì sao? Vì tôi nói hoài, tôi có một ví dụ tôi xài hoài, đó là cái nồi canh chua đó. Mình muốn nấu nó mình cũng phải biết mặt mũi của cái cọng giá, trái me, trái khóm, trái cà, đậu bắp, ngò ôm, ngò gai, mình phải biết cái đó mặt mũi làm sao mình mới nấu được. Chứ đằng này hoàn toàn mù tịt thì hỏi làm sao mình nấu canh chua đây, làm sao mình nấu đây. Mà mai là cái nồi canh chua đó nó là hữu hình hữu tướng, nói gì cái tâm của mình. Mà cứ bắt chước người ta là tu là không học, học là sở tri chướng, học là sẽ thêm thành kiến, định kiến, biên kiến, tùm lum, không thèm học. Rồi cứ giữ tâm khơi khơi, ok, thì tôi phải nói tôi vừa chúc mừng người vừa chia buồn với người đó. Chúc mừng với những người nó có một cái tu quá đã, quá mệt. Nhưng mà tôi cũng chia buồn là mấy người này nay mai chỉ cần có một lúc mà nó tỉnh tâm một chút, họ sẽ bị sốc, họ không biết tu cũng. Tâm mình không thấy là tu cái gì. Đấy. Cho nên bà mới đề nghị là hành giả cần phải lưu tâm những điều sau đây. Học là học kỹ về năm uẩn, coi năm uẩn là cái gì, đọc cho bằng hết tất cả những tài liệu nào mà có nhắc đến những năm uẩn không? Nói rõ luôn, đó là tài liệu Atila học về năm uẩn. Hai, nó là 12 xứ, tức là 6 căn 6 trần, học cho kỹ không? Ba nữa là học về duyên khởi, và giáo lý duyên khởi, vô minh duyên hành là sao. Thứ tư nó học về tâm pháp, có nghĩa là cái được gọi là tâm á, nó được cấu tạo ra sao. Tâm nó chỉ là cái biết đơn thuần, cộng với 13 cái trung tính, cộng với 14 cái tiêu cực, thành ra tâm ác. Rồi bây giờ cái tâm đơn thuần nó cộng với 13 trung tính, cộng với 25 cái tích cực, tâm sở tích cực, diễn ra cái tâm thiện. Ít nhất dốt như bò nó cũng phải biết cái đó mới tu chứ không xứ được. Để mình tu mình biết đây cái này là ngày này ngã mạng nè, đây cái này là ngã mạng rồi, cái này là ganh tị nè, đây cái này là bụng xỉn nè, đây cái này là hoài nghi, cái này là phóng vật, cái này là hôn trầm nè, đây cái này là tà kiến nè, mình mới biết. Còn lần này cái nó giữ tâm không thông rồi, tôi biết không thông mà sao giữ cái rỗng rang, nó xài từ thế ghê. Thì đây là những cái mà hành giả phải học nếu mình dám muốn. Bà con có quyền nghi ngờ tôi, nhưng tôi đã nói rồi, vào Google mà tìm đánh giá Sanet với Vipassana đó, thế nào cũng có bài đó. Mà tại sao tôi không có giới thiệu sách của tôi? Bởi vì cái bài này tôi có dịch rồi, dịch trong quyển kinh nghiệm để quán ấy. Phần 1 có phần 2 tôi quên rồi, bây giờ tôi in gom nó thành một nha, một tập, một cuốn vậy, 500-700 trang vậy. Đây, thì đó là một người cư sĩ mà không có thời gian, trí nhớ kém, trí hiểu chậm ấy, thì cũng phải là như vậy, cũng phải học chuyện đó. Học về cái năm quẩn, học về 12 xứ, học về 12 duyên khởi, học về tâm pháp, học về tâm pháp. Tức là tâm là gì, tâm sở là gì. Rồi, xong. Dạ, chúng con sư anh sư. Dạ, câu hỏi kế tiếp là qua tứ niệm xứ và 12 nhân duyên, trong tu tập phải quán chiếu như thế nào để có thể thấy được vô thường, khổ và vô ngã? Dạ, kính cảm ơn sư. Đúng ra cái này trong kinh nghiệm tuệ quán có. Trong kinh nghiệm tuệ quán có. Và tôi nói một câu rất là khó nghe. Rất là khó nghe mà không thể không nói. Đó là cái quyển kinh nghiệm tuệ quán, nó là một cái quyển kinh Phật tiếng Việt. Mà tôi cho rằng tiếng Việt nó nằm trong số, chứ không, nó không phải là duy nhất, mà nó nằm trong số những cái cuốn sách tiếng Việt mà dễ đọc nhất. Mà con đọc không hiểu thì thôi. Cho nên là trong đó có nói, có giải thích rõ. Thứ hai là trong Atidam, quyển Atidam, giáo lý Atidam của chúng tôi, thì trong đó có nói rõ cái duyên khởi là cái gì, 12 duyên khởi là cái gì. Đây, bởi vì nó biết bốn niệm xứ là cái gì, thân quán là cái gì, thọ tâm thân thọ tâm pháp là cái gì, 12 duyên khởi là gì. Còn đây là một câu hỏi nghe rất là sang, câu hỏi này nghe sang lắm, sang. Cái câu hỏi này nghe sang, giống như mình hỏi chứ làm sao mà máy bay nó bay được, nghe nó rất là gọn, mà nghe đúng là chỉ trên trời, nhưng mà tôi hỏi không có lớp mấy, không có lớp ba, thì bà cố nó không biết vector, nó không biết sin, nó không biết cos, đại số hình học,
lượng giác nó bùng kịch mỏi, làm sao máy bay bay được thì đi chết đi nha. Rồi, ok. Dạ, câu hỏi kế tiếp. Dạ, thưa sư, cho con hỏi, bạch sư hoan hỷ cho con thí dụ về một căn trong sáu căn có năm uẩn sinh khởi gần như một lúc ạ. Sư, xin sư cho ví dụ. Tôi thù những mấy câu hỏi này dốt mà múa. Làm sao, cô đọc lại giùm tôi đi, đọc lại một câu hỏi đi. Dạ, xin sư hoan hỷ cho thí dụ về một căn trong sáu căn có năm uẩn sinh khởi gần như một lúc. Một căn trong sáu căn có năm uẩn sinh khởi gần như một lúc. Bây giờ tôi ví dụ, đã nói căn, nói theo Adida, đã nói căn thì có sáu, không? Thì năm căn đầu, đã nói căn thì nó chỉ là sắc thôi. Năm căn đầu chỉ có cái ý căn nhé, chỉ có cái ý căn nhé, nó là danh, danh pháp, nó là tâm thức. À, rồi một trường hợp đặc biệt nữa, trường hợp một á, có trường hợp một đó, là căn là chỉ cho sắc pháp thôi, cái nhãn căn, nhĩ căn. Trường hợp thứ hai là khi mà nói tới 12 xứ đó, không? Thì cái nhãn căn ở đây mình phải hiểu nó gồm cả là cái tâm nhãn thức và cái thần kinh thị giác. À, thì trong trường hợp đó thì cái lúc giờ chữ căn nó cái nghĩa nó là hai, nó gồm cả thức và thần kinh, không? Còn cái câu hỏi mà làm sao mà dẫn chứng được trung căn mà có cả năm uẩn hả? Cái câu nghĩa rất là kỳ. Tôi chỉ giải thích như thế này. Trong một khoảnh khắc, con mắt của tôi nó nhìn thấy cái gì đó. Không, con mắt tôi nó nhìn thấy cái gì đó. Theo trong anh đi làm nói. Thì khi con mắt tôi nhìn thấy đó, người không học cứ tưởng là tôi vừa thấy cái hoa đẹp. Không, chẳng lắc. Cái hoa nó, cái con mắt mình nó không có biết đó là cái hoa, nó chỉ chụp hình thôi, nó chỉ chụp hình. Cái lỗ tâm nó gọi là lỗ tâm nhãn môn, nó chụp hình xong nó thì nó mới đưa vào bên trong cái tiếp theo là lỗ tâm ý môn, có nghĩa là cái process of mind, cái diễn biến tâm thức á, nó mới gọi là chích tới vị thi đó, nó mới biết nó, cái con mắt nó chụp xong nó mới đưa vô trong, thì trong cái ý thức mình lúc giờ tưởng nó mới làm việc á. À, tưởng nó mới làm việc. Tưởng là gì? Tưởng nghĩa là hồi ức kiến thức kinh nghiệm. Đấy. Cái tưởng nó mới làm việc. Cái trong cái lỗ tâm này nè, trong cái lỗ tâm đầu tiên ý, là lỗ tâm nhãn môn mới chụp hình. Trong một loạt, các vị hỏi một loạt là nhiêu? Ít nhất là 4 hoặc 7 hoặc nhiều hơn, tùy cảnh tùy người nha, tùy cảnh tùy người. Thì sau đó là nó có một loạt tâm, là cái tâm mà nó quay lại cảnh cũ, định hình cảnh cũ. Tại sao gọi cảnh cũ là cái cảnh mà mắt chụp. Định danh định hình, thu tóm cảnh cũ xong xuôi rồi, mà lúc đó là hoàn toàn qua khỏi con mắt rồi, lúc đó con mắt nó hết biết gì rồi, thì ở trong nó mới phân tích là đây là hoa hồng mà hồng vàng hay là hồng bạch, đấy hoa này có thơm hay không, đắt tiền hay không, và hoa này mình mua hay là mình hái ngoài vườn hay là do người ta tặng. Lúc đó trong cái phân tích mà làm rất nhanh, tất cả nó diễn ra rất nhanh, rất nhanh lắm, nhanh lắm. Thì ngay trong lúc đó cái con mắt của mình ý, nó là gì? Sắc quẩn. Mà cái chuyện mà mình nhận biết đây là cái hoa đó là tử quẩn. Mà cái cảm giác lúc mình nhìn nó là thọ quẩn. Biết đây là hoa là tử quẩn. Rồi cái tâm thiện tâm ác, lúc đó thiện mình thích hay là mình, lúc đó mình có tâm thiện tâm ác là hành quẩn. Còn bản thân cái biết của con mắt á, nó là thức quẩn. Thì thức quẩn chỉ về sáu thức ha. Đó là cái câu trả lời của tôi. Còn cái vị nào mà nếu không học ở Tỳ Đàm thì nghe này không hiểu. Còn nếu mà đã học Tỳ Đàm mà đi hỏi thì chỉ là khoe cũ thôi. Ok. Dạ, đúng không, tri ân sư. Dạ, câu hỏi kế tiếp. Dạ, tâm siêu thế là pháp hữu vi mà sao lại thuộc ngoại đế chứ không phải khổ đế như những tâm, như những hữu vi khác? Xin cảm ơn sư. Tôi ấn nhất là học như ông vẹt. Khi mà ta tính chi pháp ấy, ta tính chi pháp ấy, là có chỗ á, là tất cả mọi hiện hữu ở đời đều được kể là khổ. Nghe cho kỹ nha. À, nếu mà nó rốt ráo, tất cả mọi hiện hữu, tâm nhân, tâm quả, tâm thiện, tâm mát, tâm phàm, tâm thánh, tâm thiền, tâm dục, đều là khổ hết. Không?
cây cỏ kinh rạch sông ngồi, rồi chim muôn cầm thú con người, tất cả đều là khổ hết. Và chính cái Phật này giải là săn thích tiên đó, Phật Chúa Đà Nẵng cảnh ra. Nói gọn lại thì nói rốt ráo, săn thích tiên đó, nói rốt ráo, thì năm quẩn là khổ. Nè, đây, đây là kinh nói, kinh diễu lực. Như vậy sở dĩ, mà có trường hợp mà cái tâm siêu thế bị kể là ngoại, ngoại đế là bị sao? Làm gì trên đời có cái gì mà nằm ngoài này bốn đế làm gì có. Nhưng mà ở đây mình phải hiểu trong trường hợp này nè, là người ta tính khổ đế là những gì được tạo ra bởi tập đế. Thì nghe kể không? Dạ. Khổ đế là cái gì được, trong trường hợp này, trong khổ bốn chữ nha, trong trường hợp này, thì người ta muốn nhấn mạnh khổ đế là những gì được tạo ra bởi tập đế. Và diệt đế chính là niết bàn. Còn cái đạo đế chính là cái bát chỉ đạo trong tâm đạo, đó là kẻ kiểu kẻ rốt ráo mà dành cho mấy người học ở đi làm mà buổi đầu học không thích, không? Chứ còn nếu tôi nhắc lại, nếu mà nó rốt ráo thì cả ba đế trừ niết bàn, cả ba đế trừ niết bàn đều là khổ hết. Vì sao? Vì cái gì cha đa niết chăng tăng đúc khanh, cái gì vô thường thì đó là khổ. Kinh nói như vậy, cha đa niết chăng tăng đúc khanh, cái gì là vô thường thì đó là khổ. Khổ hết. Nhưng mà sĩ diễn ở đây mình nói rằng là khổ đế mà tóc bỏ riêng cái tâm siêu thế là bởi vì ở đây trong trường hợp này người ta muốn nhấn mạnh cái khổ đế này là chỉ là những cái gì mình tạo ra từ tâm, hay kịp không? Còn cái tâm thánh đạo á, thì nó được tạo ra từ tâm siêu thế, được tạo ra từ từ đạo đế, hiểu không? Hiểu vậy đó. Trong trường hợp này đây. Dạ, đúng không, sư ân sư. Dạ, câu hỏi kế tiếp. Dạ, hôm trước sư có giảng về tam tịnh nhục, như vậy tụi con đi chợ hàng ngày mua thịt cá, đó cũng xem như là tìm mua phải không sư? Như vậy tụi con có xem như là phạm giới sát rồi phải không? No. Cái này bậy nữa. Thấy không? Thấy chưa? Đi chùa mấy chục năm tốn biết bao nhiêu triệu tiền, bao nhiêu triệu đồng Việt Nam, cũng bao nhiêu gạo, cũng bao nhiêu hoa, mà tới giờ này một người cư sĩ mà mù tịch về năm giới thì hỏi chị cư sĩ cái gì? Hả? Tôi nói bữa nay tôi nói thiệt nghe. Tôi gặp một cư sĩ mà uống rượu, tôi không có ghét mà gặp cư sĩ mà dốt dấu lý. Tôi gặp người cư sĩ mà đánh bài nè, uống rượu nhảy đầm á, nhưng mà họ giỏi giáo lý á, tôi có cảm tình hơn là một cái người mà mặc áo trắng, áo đà, áo lam, liêm diêm, chắp tay mô Phật, mà cái đầu tôi nó đất xét không không học giáo lý, thì cái thứ này nó bỏ đạo cũng sấp một chiều. Tôi nói thiệt, thà là thế nó nhậu, nó nhảy đầm, nó đánh bài mà giáo lý nó giỏi thì nay mai sẽ có lúc nó quay đầu nó tu, nó biết đường nó tu. Còn cái thứ mà nó bên nay nó chỗ nó gì, nó ngoan, nó đi đến cái chỗ tôi bên Mỹ tôi gặp cái thứ nó nhiều, sỏi sâu phơi khô mà chiên xào nấu nước mấy món ăn không hết, tôi ghét lắm. Trong khi mình cư sĩ mình chuyện năm giới mình không ghét. Thứ nhất là giới sắc sanh, thế nào là giới sắc sanh, trong trường hợp nào được xem là phạm giới sắc sanh, đứt giới sắc sanh, trộm cắp tà dâm nội dối uống rượu cũng vậy, là trong trường hợp nào được xem là trộm cắp, và trong trường hợp nào cái giới trộm cắp nó coi như bị hỏng. Ví dụ như giới sắc sanh đi, chuyện đầu tiên là mình phải biết cái đối tượng đó là chúng sinh chứ không phải là cây cỏ, mình biết đây là chúng sinh. Thứ hai là mình phải có cái chủ ý sát hại, tức đoạt mạng sống của cái đối tượng đó. Này, phải có chủ ý. Thứ ba là có ra sức, có chủ ý và có ra sức. Và cái thứ tư đó là cái đối tượng đó nó bị chết, cái chúng sinh đó nó bị chết do cái sự nỗ lực, sự ra sức của mình. Dù chỉ là mình đưa hai bàn tay mình bóp, giết mũi thôi. Thì dù có nỗ lực lớn hay nỗ lực nhỏ, mà lấy búa mình nện cái đầu con bò, mình chích điện con bò, mình lấy con dao mình cho vô trong cổ con heo, hoặc là mình lấy tay mình chà con kiến, chà nát con kiến, thì cái đó là đều là ra sức hết, đều ra sức hết. Mình lấy búa tạ mình nện vô trán con bò, mình chích điện con heo, cắt cổ con gà, mình lụi con lợn, rồi hoặc là mình giết con kiến, mình chà con sâu, thì đều là chủ ý sát. Thì vậy thì một là mình phải biết rõ đó là cái đối tượng này là chúng sinh, hay là phải cái chủ ý giết. Ba là mình phải có ra sức ít nhiều. Thứ tư là cái đối tượng nó bị chết vì cái sự ra sức của mình. Đấy. Thì ở đây mình có ý
các vị coi mình có vi phạm, mình đi mua miếng thịt này, mình có mắc vào bốn cái này không? Mình mua lúc đó mình mua nó đã xong rồi, nó không còn là chúng sinh nữa. Nhưng có cái này, cái này phải kể nè. Tuy mình không có giết, nhưng mà mình mong, mình đi chợ mình mong, mình sắp đi tới nơi, mình chú ý là bên nay mình sẽ mua thịt, mình mua cá. Nhớ nha, mình không có giết, nhưng mà lúc mà mình chưa mua, mình có chú ý đó, chú ý là mình mua thịt, mua cá. Và chắc chắn là phải mua đồ tươi rồi. Mua đồ tươi. Bởi vì tươi ăn nó mới ngon. Đấy. Khi mà mình có chú ý như vậy thì mình đã có tội, được xem là có góp phần trong cái chuyện sát sinh của người ta. Cái đó tôi chịu trách nhiệm cái câu nói này nha. Tức là chủ ý đi tìm thịt cá tươi ngon để ăn thì cái đó là đã có ít nhiều góp phần trong cái chuyện sát sinh. Tùy duyên thì được. Ví dụ như mình tính bữa nay ra coi kiếm gì rẻ về nấu cho gia đình ăn thì trên đường đi thấy tiện đâu mua đó thì được. Nhưng mà cái chủ ý mà lúc trước khi vào chợ mà chú ý là người ta sẽ mua cá, mua thịt, mua gà, mua ngọc gì đó mà chắc chắn là phải mua tươi ngon rồi, thì trong trường hợp mà ta có chú ý như vậy đó thì ta đã ít nhiều phạm cái nghiệp sát. Nên nhớ nghiệp sát với giới sát hai cái khác nhau. Giới sát thì mình không có phạm, mình đâu có giết đâu nha, mình đâu có giết và cũng không kêu ai giết nha. Có cái giới sát khác mà nghiệp sát khác. Thì trong trường hợp mình có chú ý mua cá thịt tươi ngon về ăn thì về mặt giới luật thì mình không phạm giới sát, nhưng mà mình mắc vào cái nghiệp sát, có nghĩa là mình sinh ra thì cứ bị bệnh hoạn ngằn ngặt vậy đó, người nó không có khỏe, nó cứ rêm, nó đau, nó mắc bệnh này bệnh kia nhẹ nhẹ không có chết, nhưng mà nó làm cho mình không thoải mái, không khỏe. Những người sống từ tâm, sống mát mẻ, không sát sinh, không hành hạ người khác, sinh ra đã sống lâu khỏe mà không có bị bệnh vặt, phước thường sống từ tâm. Còn mình thường sân si, thường mong người khác mất ngủ, thường mong như người khác khó chịu, thường làm cho người khác rây rứt, và nặng nhất đó là tước đoạt mạng sống người khác, thì một là sinh ra là yếu mềm, hai là bị trọng bệnh nan y tuyệt chứng, còn ba là nhẹ đó là cứ người cứ rêm nhức ê ẩm không có chết, cũng sống được tới 90 mà nó bèo nhèo như vậy. Cho nên nhớ, các vị hỏi tôi cái vụ mà sáng xong tôi nói rồi, cái đó nhớ phân biệt giới sát khác và nghiệp sát khác nha. Có trường hợp không phạm giới sát mà phạm nghiệp sát, hiểu không? Dạ hiểu. Gắt dạ, con hiểu nghĩ không? Dạ con hiểu sư. Dạ con nghĩ vị này ý muốn hỏi như vậy đó sư. Dạ ok dạ, rồi sao các bạn không hiểu thì con đi giải. Dạ câu hỏi kế tiếp con xin thưa. Dạ thưa sư, những người lạc vô nhân giống như bị Down syndrome, lúc nào cũng cười, không tu tập gì cả nhưng cũng không làm ác, thì họ có được sanh về cõi vui không? Cái chữ ác ha, thấy chưa, lẽ giờ tôi mắng nữa, không học giáo lý, cái chữ ác, nghe cái chữ ác, họ nói là không làm ác, chữ ác, họ đã hiểu sai, họ tưởng ác là nghĩa là đâm cha chém chú, đâm heo thuốc chuột, đốt nhà cướp của giết người, cái họ tưởng đó là ác, nó hiểu tới cái mức đó thì tận số rồi. Chữ ác ở trong đạo Phật là gì? Là ác qua thân, qua khẩu, qua ý, nha. Yeah. Tham sân si mà biểu hiện qua thân khẩu ý, tham sân si biểu hiện qua thân, thì cái thằng khùng nó có làm, thằng Down syndrome nó có làm, có thể có ít thì nó cũng đập mũi, nó cũng giết kiến, nó cũng ngắt nghéo người khác, có ít, nhưng mà rồi cái nghiệp khẩu chắc không, thì Down syndrome nó có nói gì đi nữa thì cái đó tôi nghĩ không có kể là nghiệp khẩu, bởi vì cái nghiệp khẩu là phải do cái sự tính toán, mà cái thằng Down syndrome thì nó tính toán là chỉ nó tạo được nghiệp thân thôi, và nghiệp ý là vô lượng. Tức thì cười mới cười toàn là tâm tham không, mà tâm tham không. Đấy. Mà cái người này họ tưởng là ác này, có nghĩa là tôi nhắc lại lần nữa, họ tưởng ác nghĩa là phải máu và lè đến gọi ác. Ở đâu có tham sân si thì nó gọi là ác. Nhớ. Ở đâu có tham sân si để được gọi là ác. Chứ không nhất thiết phải làm cho người khác đổ máu rơi lệ mà gọi là ác. Ok. Rồi xong. Dạ. Dạ câu hỏi kế tiếp. Dạ trong kinh Nikaya, bài kinh Sa Môn Quả, sau khi vua A Xà Thế bạch với Phật về trọng tội của mình thì đã sát hại phụ vương, là đã sát hại phụ vương để đạt vương quyền, Phật có nói, vì đại vương đã thấy tội ấy là một tội, đã thú tội đúng với chánh pháp, ta nhận tội ấy cho đại vương, con chưa rõ ý nghĩa của câu, ta nhận tội ấy cho đại vương là như thế nào, con sư dạy đáp thắc mắc. Trời ơi nó khổ quá, khổ. Khamma bê mi, khamma mi.
cái chuyện nhận tội đó chúng ta lấy là khamma mi là xin lỗi, khamma mi là tha thứ. Người ta xin lỗi, người ta xin sám hối với mình thì mình nói là ta chấp cũng cái chữ đó, những cái chữ khamma mi đó đó, có chỗ người dịch là ta chấp nhận cái lời xin lỗi ấy. Còn ở đây là sao cô hồi nãy không có đọc ta sao ta nhận lỗi ấy cho đại vương. Rồi cái thứ Việt Nam mình nó làm biến câu mà nghe mình mừng lắm, nghe có cái mùi Chúa Trời chịu, nghe cái mùi Giêsu, nghe Jesus Christ khoái lắm. Ta nhận tội ấy, tội tổ tông cho các đứa, không phải. Ta nhận tội ở đây có nghĩa là ta tha, cái chữ nhận tội nhận là ta chấp nhận cái sự xin lỗi đó nha. Ta ghi nhận, không phải chấp nhận, ta ghi nhận, ta nhận tội ấy cho ngươi, cái là ta ghi nhận cái lời xin lỗi này của ngươi, làm ơn viết ngoại ngữ, gặp lấy cái đó là coi cái bài kinh bản số 2 phải không, số 22 của Trường Bộ, vào ở trong Google coi bản tiếng Anh tiếng Đức, người ta dịch chuyển ra làm sao. Yeah, cái nhận tội đâu phải là Chúa Giêsu mà căn học ở trên thập giá rồi mà chịu tội thì không phải, mà nhận là ta ghi nhận cái lời xin lỗi, lời sám hối của ông đó. Và ở đây mình phải viết thêm thế này, ai cũng nói là vua sẽ giết cha hết, ai cũng nói cái đó, nhưng mà mình phải ghi nhận thế này. Thứ nhất, vua gián tiếp chứ không có trực tiếp xuống tay, nghe kịp không? Hai cái này nó khác nhau nha. Mình kêu người ta làm và chính mình làm, hai cái này nó khác nhau, nhớ cái đó. Rồi các vị còn không hiểu nữa đó thì các vị mở giùm tôi cô này tên thì cô tên quên hoài các bạn. Đi. Dạ con hả sư? Dạ. Ok. Mê sư, dạ. Cô đánh giùm tôi, cô hơn cô như gì mà kia mà như Mỹ, như nhất đức chuyển Phật á. Hai bạn, vô đánh giùm tôi cái chữ kinh Tệ Túc Trường Bộ á. Mà cuối kinh á, cuối kinh nha, cuối kinh Tệ Túc á. Coi người ta giải thích sao? Tức là cũng cái việc đó mà tự mình làm á, thì công đức nó khác, ở cái quả báo nó khác. Mà mình sai điểu người ta, quả báo nó khác. Đó là kinh nói chứ mà tôi nói nha. Rồi. Kinh Tệ Túc Trường Bộ phải ghi xuống, mình vô lớp mình phải có cái bút chì mình lấy nốt, chứ còn vô đừng có mặt rồi đang ok ok thì thứ nhất là vua không có tự tay mình làm, vua chỉ ra lệnh thôi này. Thứ hai nữa đó là vua đã suốt một cuộc đời phò trì hộ độ Đức Phật và chư Thánh Tăng, mà Đức Phật và Thánh Tăng ở đây mình phải kể lại là ngày Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên A Nan Ca Diếp, 47 vị đại đệ tử và 13 vị ni, 13 vị đại thánh ni, đại 13 vị đại thánh ni, 47 vị đại đệ tử, đại thánh tăng, và trên hết là Đức Phật và Vua A Di Đà Thế đã hộ trì tất cả là 60 vị này, 61 vị, nghĩa là Đức Phật và 61 vị đại Đức Phật và 60 vị đại đệ tử. Và vô số, chữ vô số này gặp dưới, vô số chữ thánh tăng nha, chữ vô số phải gặp dưới, nghĩa là ngoài 61 vị là Đức Phật cộng với 60 vị đại đệ tử là 61, và vô số thánh tăng nha, còn phàm là đừng có kể chết, kể mất đâu. Trong suốt mấy chục năm và sau cùng mới kêu mà vua nghe Phật mà niết bàn, vua xỉu, vua tỉnh dậy đó, người ta lấy nước người ta rửa mặt cho vua đó. Vua hỏi chuyện gì vậy thì nó là Phật mất rồi, vua xỉu, chứ vua xỉu bao là vua thương Phật lắm, thương lắm. Phải nhớ như vậy, vua không có tự tay giết. Thứ hai là vua một đời thương quý Đức Phật không bờ bến nào tả được này. Và chính vua là người đã hỗ trợ hộ trì cho 500 vị la hán thực hiện cái kỳ kiết tập tam tạng lần thứ nhất, và cũng chính vua A Di Đà Thế là cái người mà coi như là xây dựng bằng tất cả lòng thương kính vô bờ nha. Phải thêm cái câu đó, thường ta chỉ ra lịch, còn vua là thực hiện với tất cả lòng thương kính vô bờ trong cái việc mà xây dựng tháp Xá Lợi cho Đức Phật và các vị đại đệ tử, chính vua làm. Và được ngày Ca Diếp bảo ban từng bước một, để rồi về sau này vua dục mới dựa vào những công trình vua sẽ thế để mà trung tu tái thiết xây dựng hoặc là làm mới các cái công trình.
Thì nãy giờ tôi đi một vòng để cho các vị thấy rằng vua Thừa Thế không có tự tay giết, và vua có một quãng đời ăn năn hối lỗi cực kỳ. Và đối tượng mà vua hộ trì là số 1 trong vô lượng vũ trụ, chứ không phải vũ trụ này mà là trong vô lượng vũ trụ. Thì tổng kết lại thì vua không có đi A Tỳ địa ngục, mà vua chỉ đi vào địa ngục Đồng Sôi. Đấy, Đồng Sôi là sao? Có nghĩa là một cái chảo đồng lớn như vậy, thì trong rung này nó nhiều thành phần trong đây. Nhưng bây giờ tôi lỡ nói thì tôi nói luôn, chứ bây giờ tới đây tôi ngập miệng lại. Tức là vua bị xanh ở trong cái chảo, cái chảo đồng đó. Từ ở trên miệng chảo mà xuống tới đáy chảo là 30.000 năm. Rồi từ ở dưới đáy chảo mà mình trồi lên từ lên tới miệng, tới mặt nước ấy, mặt dầu á, dầu, cái chảo dầu đúng không, thì nó cái mình nó có cái lớp mặt ở trên. Rồi từ lớp mặt mà xuống đáy là 30.000 năm, mà từ dưới trồi lên là phải mất 30.000 năm mới lên tới, thì lúc đó là hết, thì vua không còn bị đọa nữa. Còn trong khi ông Đề Bà Đạt Đa là ông bị đọa suốt một tiểu kiếp. Một tiểu kiếp là gì? Một tiểu kiếp có nghĩa là thời gian chúng sanh từ 10, nhân loại từ 10 tuổi mà lên vô số năm. Rồi từ vô số năm nó tụ xuống 10 tuổi. Đó là một tiểu kiếp. Một tiểu kiếp. Này. Thì ông cũng lâu hơn kia nhiều lắm. Lâu lên không biết bao nhiêu tỷ lần. Vì ông chính tay ông, tự tay ông thực hiện cái chuyện mà chia rẽ tăng. Mưu sát Thế Tôn. Đấy. Cho nên ở đây không phải Thế Tôn nhận tội giùm mình cái chữ đó, cái khám mà khám biết là ta chấp nhận cái lời sám hối đó của ông, mà dịch ra là thằng ta nhận tội ấy, nghe đã quá, nghe đó là thấy tha hồ, không làm gì làm. Ở Việt Nam mình kinh sách hiểm trường học cứ đi kiếm cái khe đó chung luôn, kiếm cái khe coi kinh có cho nó ở khoái lắm, khoái lắm. Rồi dạ, chúng con chị anh sư. Dạ, con nghĩ mình có câu hỏi cuối cùng và cũng gần hết giờ. Ồ, hay quá, hết giờ đó ta, hay quá. Rồi. Dạ. Có gì làm sao mà ta giảng kinh mà thấy hết, nó mừng đó là gì biết. Dạ, câu hỏi cuối cùng, sư. Dạ, theo tìm hiểu của con, các vị tu sĩ Phật giáo, tỳ khưu và tỳ khưu ni không được phép thọ nhận tiền bạc. Tuy nhiên, trong thời đại hiện nay, các sư vẫn cần tiền để lo cho các hoạt động của chùa, như chi phí điện nước. Trong những trường hợp này, người Phật tử nên hoặc không nên cúng dường tiền bạc ạ? Và nếu có thể cúng dường tiền bạc thì nên làm thế nào cho đúng với chánh pháp? Con mong sư giải đáp thắc mắc. Ok, bây giờ nó như thế này. Chủ ý thôi. Nếu mà mình có cái lòng mà mình muốn làm phước á, thì chuyện đầu tiên ý, nếu mà mình thấy cái vị đó mà họ nhận tiền mà mình biết rằng mình theo mình đoán ấy là vị này không có chỉ gì mà gọi là thiêng liêng hết, chỉ chi tiêu cá nhân, thì mình tự hỏi mình ví dụ như là thuốc men hay gì, giày dép chữa bệnh, chăn đệm, họ nếu mà họ có nhu cầu đó mà dùm cúng để họ tự họ xài chuyện cá nhân á, mình nghĩ mình có chịu hay không. Nếu mình thấy mình hỗ trợ đời sống vật chất của người ta được thì mình giúp. Còn trường hợp như mình cúng mà mình nghĩ rằng cái ông này ông vì mê tiền mà ông bị giữ lẻ thì mình không quan hệ định cúng. Tôi khẳng định như vậy. Từ bản thân tôi làm mẫu trước tôi nè. Ở bên Mỹ, có một lúc tôi cũng lái xe, tôi lái xe cũng 10 năm rồi, sao tôi bán xe. Cái tới chỗ cái đèn đỏ đó, thường mấy ông homeless, ông hay ngừng xin tiền. Tôi mình ngừng, mấy ông hay lại, ông xin tiền mà nó có hai cách xin. Một là không cần hỏi ý mình, tự nhiên là họ có cái xô, họ có cái đồ gì, có cái giả lao còn nhúng sẵn xe bông, xe mình vừa ngừng cái tự động nó lao cái mình liền điện ra cho họ. Còn cách hai là họ cầm, họ tới họ nói thẳng là xin tiền. Còn cách ba là chỉ để cái kiểu gì để là homeless, no money, no food, no job, là mình thấy vậy làm thò tay mình cho. Nhưng mà tôi biết chính xác là mấy ông này có vậy mà còn diễn nghiện không mình, cho nên là tôi chỉ trừ được gặp mấy ông già thì tôi còn cho, mà tôi gặp thấy trẻ trẻ mà khỏe tôi cũng cho, bởi vì tôi thấy nó không có hoan hỉ tôi cũng cho, hiểu đó là tôi đem phẩm của tôi ra, tôi nói tôi thấy hoan hỉ tôi cũng cho, vì tôi cho thêm mực thôi. Mà nếu mà thêm mực ấy thì chỉ gieo cái nghiệp bất thiện thôi, còn khi nào tôi thấy tôi vui thì tôi cho. Ở đây tôi cũng vậy, tôi nghĩ Phật tử cũng vậy đó. Nếu mình xét thấy mình hỗ trợ hỗ trì được cho đời sống vật chất của người ta được thì mình hỗ trì,
Thứ hai, nếu mà nó thiêng liêng hơn chút, mình nghĩ rằng vị này họ có thể dùng cái sổ tài chánh này để họ làm những cái việc mua sách, mua kinh, hoặc là những cái phương tiện dụng cụ hỗ trợ làm việc cho họ. Đấy. Ví dụ như trong trong là có cái cô Như Mỹ này, phải Như Mỹ không ta? Bà tôi quên tên. Cái cô này là cổ chịu toàn bộ máy móc của tôi trong mấy năm qua. Có nghĩa là từ cái iPad, phone gì cổ chịu hết, nghĩa là khải cũ của đổi cái khác. Chứ còn tiền mà cho tôi tiêu thì không, phải chỉ cho đúng cái món đó thôi. Tôi thấy nó cũng hay. Cái làm sao ông lấy tiền thành bậy thôi, giờ mình cứ hỏi ông hỏi mình cứ hỏi ông cái đó cần thôi, mình cho ngay ngay chốc rồi có tiền, thấy không? Rồi. Hoặc là như cái cô bên Cali có cái cô Mi Sinh Võ, cái cô này, thấy không? Thì cứ tôi khi tôi về Mỹ là cứ sáng sáng là bà từ bên Cali bà hỏi tôi ăn cái gì, thì bà order ở gần cái đó họ đem tới nhà cho tôi. Cái cô này nè. Rồi có bữa cũng có order như cúp taxi mà mấy cái siêu thị họ đem tới, nào là giấy toilet rồi xà bông rồi nước juice. Đấy. Thì nếu mà các vị không muốn cúng tiền thì cho nó cũng được. Rồi hôm thứ ba là mình cúng cho chùa, coi như mình đổ nhớt cho cái cổ máy của chùa nó vận hành. Còn trường hợp như mình nghĩ rồi, thứ tư là mình nghĩ là mình cho mà vị này ăn tiêu không thanh tịnh, khi mình có lòng đừng cho thêm tiếc thêm phiền, theo tôi như vậy. Tôi không cực đoan nói rằng không nên cho tiền tăng ni, nhưng mà tôi cũng không có thể im lặng không nói gì hơn. Tôi cũng phải nói thêm là khi thấy lòng không quan nghĩ và có lòng nghi ngờ thì không cho, không cho. Bởi vì mình cho lòng vui như tôi đem được không có tôi thấy mấy ông không đáng, tôi nhỏ ông tôi thương, tôi cho nhỏ ông tôi thấy thương. Nhiều người họ khỏe mạnh thôi, đẹp trai ngon lành râu ria tùm lum, mấy ông đó tôi nghĩ trời, mấy ông này mà cạo đầu đắp lưỡi Việt Nam là phụ nữ nó đuôi mập như cưỡng luôn, mà mắt dễ Mỹ mà ngồi mà xinh như vậy, tôi chỉ vậy nay cũng linh di mà mặt y màu ba ao là phụ nữ nó nuôi đã luôn, mà mình nhỏ ông đẹp trai lắm, đẹp trai như Trung Đông. Ok rồi, xong câu rồi đó. Dạ, chúng con tri ân sư.